cô ả Insay bị phu nhân Marisa cùng em gái Pat phanh phui sự dối trá che giấu sự thật về việc mất đi khả năng mang thai từ 8 năm về trước. Điều này đã khiến gia đình nhà Sang An phẫn nộ tống cổ Insay ra khỏi nhà. Trong lúc anh chàng Seth như bị dội gáo nước lạnh, tình cảm anh dành cho Insay bỗng trở nên trống rỗng hụt hẫng. Anh ném đi chiếc nhẫn cưới tượng trưng sợi dây hôn nhân giữa hai người. Tại sòng bạc ông Patapon, cha dượng nàng kết mới kiếm được khoản tiền nên tính chơi lớn, hy vọng trả vốn lẫn lời. Nhưng đời không là mơ, gặp ngay bác thằng bần, tiền thì bay mà nợ vẫn ngập đầu. Patapon biết khó thoát nhóm xã hội đen nên âm thầm gom hộ chiếu tiền bạc chuồn khỏi công ty. Lúc đi ra, ông ta chạm mặt anh Nippon, anh là trợ lý cho chàng thiếu gia Seth. Nippon đang âm thầm điều tra ông Patapon biển thủ tiền công ty. Patapon bị nhóm xã hội đen khống chế bắt phải trả tiền nợ sòng bạc, bởi chúng có súng có thể khử bất kỳ lúc nào. Điều này không qua khỏi tầm mắt của anh Nippon, khiến anh ta thúc đẩy điều tra mọi nghiệp vụ tài khoản ông Patapon. Thành phố lên đèn, chị em cô nàng kết vui vẻ xem phim cùng hai người bạn hàng xóm, mà thằng chả óng ẹo xem phim chỉ ngắm giai thiếu điều xịt máu mũi. Lúc này mẹ nàng kết là cô Nun đi làm về, hỏi đến ông cha dượng Patapon thì mới biết ông đã gom hết tiền vàng bỏ đi trước khi người công ty gọi tới. Bất chợt chuông điện thoại đổ và giọng kẻ đầu dây bên kia hăm dọa nếu ông Patapon không trả tiền nợ sẽ mất mạng, khiến không khí gia đình ngột ngạt bất an tột độ. Nàng kết muốn biết ai đã gọi tới nhưng bà làm sao có thể nói ra, bởi tai họa nguy hiểm đang đổ ập lên gia đình bà, bởi người chồng đã cuốn vào vòng cờ bạc đỏ đen. Sáng hôm sau, anh trợ lý Nippon muốn gặp cậu Seth, nhưng anh quản gia báo với phu nhân Marisa và cô Pat cả tuần nay thiếu gia đau khổ vì cô vợ cho ăn quả lừa, khiến bà chủ và cô em gái Pat vô cùng lo lắng tính lên khuyên nhủ. Thì ra nhân báo có trợ lý Nippon báo có việc quan trọng, cậu Seth rũ bỏ nỗi buồn cá nhân. Anh ra mặt xử lý kẻ biển thủ tiền công ty chính là ông Patapon đã ăn chia với đối tác trên mỗi hợp đồng biển thủ tổng cộng 32 triệu bạt. Điều này khiến cậu Seth tỏ ra phẫn nộ, bởi một lần nữa lòng tự tôn của anh lại bị người thân tín chà đạp, giống như cô vợ yêu của mình lừa dối. Cô Nun hẹn dì Kuna, mẹ anh Vu là hàng xóm, nhờ trao chìa khóa cùng phong thư cho Kết để bà đi tìm gã đàn ông vô trách nhiệm, không để cô cùng con mình phải gánh hậu quả thay hắn. Dì Kuna đưa phong thư cho Kết, trong đó có sổ tiết kiệm cùng thẻ ATM. Nàng Kết cùng dì Kuna và mọi người có mặt đều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng trong lúc này, cậu Seth đã xúc lại tinh thần, khiến phu nhân cùng cô em gái Pat mừng thầm, bởi anh đã vượt qua tâm lý bị người vợ lừa dối. Cậu Seth dẫn nhân viên đến nhà nàng Kết, bởi họ nghĩ ông Patapon đang lẩn trốn bên trong, khiến gia đình cùng hàng xóm nàng Kết một phen bạt vía, bởi cậu Seth ngùn ngụt lửa giận. Còn nàng Kết ngơ ngác không hiểu ất giáp tại sao cậu Seth đòi phá cổng xông vào nhà. Cô báo cha mình hiện không có trong nhà, đồng thời nàng không tin cha mình đã biển thủ 32 triệu bạt. Đổi lại, cậu Seth quyết tâm tìm ông Patapon cho bằng được, nên đã dùng xe tông thẳng vượt qua cổng rào vào nhà, khiến hai dì cháu cùng mọi người như vịt chạy đồng. Cơn giận dữ vì bị ông Patapon lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt khoản tiền lớn từ công ty, khiến cậu Seth như con mãnh thú bất chấp pháp luật tự cho người tiến hành xâm nhập bất hợp pháp, lục soát nhà nàng Kết để lôi ông Patapon ra cho bằng được. Nàng Kết thiện lương cùng dì Kuna đã vô cùng tức tối, nhưng chỉ biết đấu võ mồm chứ hoàn toàn không ngăn cản nổi họ. Kết không tin cha mình làm ra chuyện tày đình này, trong khi cậu Seth quả quyết sẽ bắt ông Patapon vào tù, khiến nàng Kết vì quá giận cho cậu Seth một quả bạt tai nổ đom đóm mắt. Anh Seth được dịp vác luôn nàng Kết vào trong buồng tắm, cởi áo khoác mà hùng hổ như vị vua đêm đêm đi gặp cung tần, làm cô nàng Kết sợ vãi hết cả hồn. Dì Kuna nghe tiếng Kết la hoảng bên trong muốn nhấc điện thoại báo cảnh sát thì đã bị đám tay chân nhà tài phiệt ngăn cản. Tiếng la tiếng khóc của Kết khi bị cậu Seth cho một bữa tắm chay không xà bông. Seth chợt nhận ra hành động sai trái của mình với người con gái không sức kháng cự, khiến anh cảm thấy hối lỗi. Nhưng lúc này Kết đã quá hoảng loạn, nàng Kết mà tỉnh táo khôn danh như cô vợ cậu Seth thì cái anh chàng công tử này đã bị thân bại danh liệt, dính tù tội vì tội xâm hại thân thể và xâm nhập bất hợp pháp rồi, vậy mới nói hiền quá để họ ăn hiếp. Kết được dì Kuna dìu từ trong phòng tắm ra mà như lôi từ dưới sông lên, khiến mọi người đều cảm thấy cậu Seth đã hành động vượt quá giới hạn. Anh ta muốn ông Patapon hãy tự nguyện ra đầu thú, nếu không người thân của ông sẽ gặp nhiều rắc rối lớn, mà điển hình là cô nàng Kết đã bị hành hạ sợ đến rớt cả hồn trong phòng tắm. Lúc này phía ngoài sân, cậu Vu con trai dì Kuna cùng hai người em nàng Kết trở về, họ từ ngạc nhiên quá nhiều người đến. Khi thấy nàng Kết thì anh Vu giận dữ khi biết gã đàn ông bảnh trệ tên Seth đã làm người bạn gái mình ra nông nỗi này. Anh bắn những tia nhìn căm tức, trong khi cậu Seth thấy Kết được Vu chăm sóc cũng nổi máu ghen chút chút. Khi sự việc lắng xuống, Vu không tin chú Patapon lại có thể biển thủ 32 triệu bạt. Dì Kuna nói ra sự thực là ông Patapon đã dính vô cờ bạc từ lâu lắm rồi. Trong đó bà Nun, mẹ Kết đã từng phải qua mượn tiền dì Kuna để trả nợ cho ông chồng mắc dịch này nhiều lần rồi, khiến Kết thật sự hụt hẫng trước sự thật này. Bây giờ bên cạnh cô còn dì Kuna cùng người bạn trai tên Vu động viên an ủi. Diễn biến khác, tại một khách sạn, bà Nun được nhân viên khách sạn tiết lộ ông Patapon mới rời khỏi đây, khiến cô vô cùng thất vọng bỏ ra ngồi trước sảnh. Thì cùng lúc đám đàn em giang hồ cũng vừa tới kiếm con nợ Patapon, thoáng nghe chúng nhắc tên chồng, bà Nun nhanh chóng chuồn lẹ, nên khi tên nhân viên khách sạn chỉ nơi bà Nun mới ngồi
thì đám giang hồ nhận ra vợ ông Patapon xuất hiện nên nhanh chóng tìm kiếm. Đám giang hồ chủ nợ tinh danh ra chỗ đậu xe tìm kiếm. May sao bà Nun nhanh trí núp dưới hàng ghế sau xe khiến đám giang hồ tinh quái vẫn không tìm ra. Một màn hú hồn nếu mấy gã giang hồ chỉ đi thêm mấy bước chân nữa chắc bà Nun chỉ có nước tè ra quần. Còn gã chồng Patapon lúc này đang núp trong nhà trọ vẫn cầm bộ bài mà cầu mong ông Bụt hiện ra hỏi tại sao con nghèo. Bây giờ lại kể về cặp đôi giữa chàng Pu và cô nàng Pat là em gái cậu Set. Sáng sớm Pu đến công ty thì thấy đồng nghiệp Bu đen như kiến hóng chuyện. Bên trong anh Nút chủ công ty cũng là bạn của Pu. Anh Nút đang bị cô Pat yêu sách đòi đuổi anh kiến trúc sư Pu, bởi hôm trước đã bị thằng trà đẹp trai vô tình chiêm ngưỡng khúc mỡ bụng của mình, khiến cô nàng mất đi tính tôn nghiêm của nhan sắc. Anh chàng kiến trúc liền sộc vào phòng cậu Nút khi biết cô ả đang yêu sách đòi đuổi mình đi, và cuộc khẩu chiến võ mồm diễn ra khiến nước miếng bay ướt sàn. Nhưng cô nàng Pat cao tay đã khích tướng khiến anh chàng Pu đẹp trai thật đấy, nhưng vẫn còn non và xanh lắm. Anh đã bị con nhỏ Pat ma mãnh vừa đấm vừa xoa. Khích tướng anh chỉ thiết kế được nhà lá mà thôi làm anh chàng Pu hận quá. Điều đó khiến anh chàng Pu phải gào lên đòi nhận công trình thiết kế khu giải trí của cô ả cho bằng được. Nhưng trong lòng vô cùng ấm ức, Pat quay đi với nụ cười kín đáo khoái chí. Đôi khi quá tự tin vào vẻ đẹp dai của mình mà gặp phải trái nhiều lông. Ả đi rồi mà anh chàng Pu vẫn còn tức muốn sủi bong bóng miệng. Tại dinh thự phu nhân Marisa ăn sáng cùng cậu Seth và cô em gái Pat, thì cô ả in say gọi điện mong được gặp Seth để mong cứu vãn cuộc hôn nhân vụ lợi. Tình thì ít mà thịt thì nhiều, nhưng đã bị gã quản gia cúp máy cái cục khi nhận được chỉ thị từ ánh mắt bà chủ. Cô ả in say đổi ngay đối tượng gọi di động cho cậu Seth, nhưng anh ta chưa nguôi nỗi đau bị lừa nên lạnh lùng bỏ chiếc điện thoại cái tủm vào bình nước lạnh khiến cô ả in say hận thấu xương. Phu nhân cùng cô Pat kín đáo nhìn nhau nháy con mắt mà không tắt nụ cười vì đã tống cổ được ả con dâu lừa dối ra khỏi nhà. Sáng tại nhà dì Kuna, cô nàng Kết qua xin nhờ anh bạn Pu cho quá giang đến trường nên dì Kuna kín đáo quan sát tâm trạng nàng Kết, bởi hôm trước thằng con dì rất tự tin vào vẻ điển giai của mình mà hối bà được hỏi cưới nàng Kết, nên trong cuộc trò chuyện dì Kuna đã khéo léo nói ra điều ông tướng Pu mong muốn khiến nàng Kết xứng sờ làm bà dì ngạc nhiên, bởi bà cứ nghĩ thằng con mạnh mồm của dì đã bàn bạc với Kết. Pu ngồi bên Kết bày tỏ mong muốn được cưới nàng nhưng Kết tinh tế từ chối, bởi gia đình cô đang gặp rắc rối lớn nên không muốn gia đình dì Kuna bị liên lụy. Pu thật sự là chàng trai tốt và can đảm, chỉ có điều mối lương duyên này không thuộc về họ nên Pu chỉ còn biết chấp nhận để thời gian an bài. Tại công ty, cậu Seth biết ông Patapon đang bị giang hồ săn đuổi nên hiểu khoản tiền gã biển thủ khó lấy lại được. Anh dặn trợ lý giám sát động tính nhà nàng Kết. Lúc này hai chị em Kết mới đi học về vừa xuống xe thì phía trước xuất hiện chiếc xe lạ chạy tới chặn họ lại. Nhóm giang hồ muốn biết ông Patapon trốn nơi nào nên đã rượt đuổi bắt chị em họ để gây áp lực lên ông bố phải trả nợ. Cũng may cũng vừa lúc xe cậu Seth cùng nhân viên chạy tới, họ thấy cảnh nàng Kết cùng cô em gái bị đám giang hồ giằng co định bắt lên xe. Nhóm cậu Seth liền ra tay can thiệp giải vây, nhưng bọn giang hồ có súng khiến cậu Seth tính tương trợ không ngờ lại nhập hội chị em bắt chân lên cổ bỏ chạy. Cuộc trốn tìm ú oa diễn ra đầy kịch tính, mà màn cầm tay giữa cậu chủ Seth cùng cô nàng Kết thật thi vị. Họ thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc từ cái nắm tay nhau, nhìn trong kinh ngạc, buông và rồi lại nắm lấy tay nhau cùng chạy trốn, hài đến nhão cả miệng. Nhóm giang hồ chia nhau ra đuổi muốn hụt hơi. Bên kia cô em gái tên Bát chạy trốn mà cái miệng như gắn cục pin, cứ lè nhè lo cho sắc đẹp của mình vì bị đám giang hồ và cho phù mỏ khiến cậu trợ lý Nippon phát khùng. Cậu Seth túm tay áo nàng Kết lôi đi trong đêm tối. Họ cùng nhau chạy đến công trình nhà thi đấu đang xây dựng phần thô, phát hiện một hốc khuất có tấm bạt che phủ. Seth liền kéo Kết nép mình trốn trong đó, bởi lối đi đã bị tấm ván gỗ chặn mất. Anh đang dẫn tôi vào chỗ chết phải không vậy? Sự ngăn cách giữa họ đã gần như tan chảy. Đám giang hồ chia nhau đi kiếm khiến nàng Kết lo lắng cho em gái đã bị anh chàng Seth ôm chặt bịt miệng, bởi gã cầm súng đã đi đến gần bên họ. Nhóm người bên anh trợ lý Nippon bị một tên phát hiện khiến họ cảm nhận được một trận đòn no con mắt mà nhức cái đầu. May anh Nippon bị quá ôm đại xô ngã tên giang hồ xuống hố mới thoát cả đám. Nhân lúc nhóm giang hồ có tên cầm súng đến cứu gã kia, cô nàng Kết bị ép lưng dính vào tường nên đã bị dị ứng với bụi, lại bị con dì bò vào người mà không sao nói được, bởi lúc này anh chàng Seth đang bịt miệng làm cô hết chịu nổi, la toáng chạy ra ngoài khiến anh chàng Seth cùng ùa theo chạy ra khỏi chỗ nấp thì đã bị một tên áo đen phát hiện. Cậu Seth quơ vài đường đã đánh gục tên áo đen thì gã cầm đầu đánh anh quỵ xuống dí súng định bóp cò. Kết từ phía sau đã nhanh tay phang cho gã cầm súng một cú méo cả sọ ngã lăn ra sàn nên anh chàng Seth mới giữ được cái mạng. Vậy là bánh ít đưa qua bánh gai trả lại. Họ chạy thục mạng ra ngoài thì anh Nippon lấy xe đón họ rồi phóng đến cháy đỏ cả đít mới thoát khỏi đám giang hồ đang lồm cồm bò dậy hú hồn hú vía. Lúc này trong xe, mặt đối mặt khiến hai con tim rung động, trải qua sự sinh tử lần này Seth và Kết đã bắt đầu có cái nhìn thiện cảm về nhau. Cậu Seth tiễn hai chị em về tận nhà. Tại đây cô em tên Bát thả thính anh chàng thiếu gia, nhưng nhận được sự lạnh nhạt khiến cô tén tỏ. Khi nàng Kết gọi anh lại để tỏ lòng cảm ơn, Seth cười sướng muốn rụng cuốn rún mà giả bộ mặt nai. Ảo thật đấy, anh trợ lý Nippon chứng kiến phì cười mà không dám cười. Còn cô nàng Kết giả đò đóng cổng,
mà còn ngoái đầu kéo dài cái cổ ngó thằng chả đã đi xa. Tại nhà dì Kuna, anh chàng Pu đang thuyết phục mẹ cho mình được cưới nàng Kết, bởi sự việc diễn ra đêm qua khiến anh không thể để Kết bị tổn thương hơn nữa. Đối với dì Kuna, điều đó cần phải được sự cho phép của cô Nun và chú Patapon. Lại nói về bà Nun tìm đến khu nhà trọ tìm bà chủ hỏi thông tin về ông Patapon, thì bắt gặp chồng đang bị bọn xã hội đen áp giải đi ra. Ông Patapon trông thấy vợ thì nháy mắt để cô Nun trốn ra sau góc tường. Khi đám giang hồ dẫn qua, cô Nun liền xông ra xịt hơi cay làm hai tên giang hồ ôm mắt lăn lộn, như bị bọ xít đáy vào mắt. Chúng cố vơ vội khẩu súng tặng ngay cho ông ta một phát vào chân khiến gã ngã chổng vó khu nhà trọ như ong vỡ tổ, khiến hai tên giang hồ không dám tiến lên kết liễu ông ta, mà sợ bỏ trốn nên ông Patapon mới còn cái mạng. Bà Nun đưa ông chồng mắc dịch đến bệnh viện cấp cứu mà như người mất hồn. Khi cô Nun gọi cho dì Kuna mới được biết bên công ty mới cho người xuống tìm, bởi ông Patapon đã biển thủ tiền công ty 32 triệu bạt, và đám giang hồ đang truy lùng đòi nợ cờ bạc khiến cô Nun bàng hoàng không cầm nổi cả cái điện thoại, tinh thần như rơi cái thụt xuống tận vực sâu. Khi ông Patapon tỉnh lại, cũng là lúc cô Nun bước vào giáng cho thằng chồng khốn nạn một bạt tai, bởi cả tuần qua cô cùng các con phải trải qua sự trấn áp suýt mất cả mạng. Cho dù ông ta có xin lỗi ngàn lần, ông hứa sẽ xử lý các khoản nợ đó và sẽ ly hôn để cô cùng các con không bị liên lụy, nhưng tất cả những điều đó cô Nun đã phải chịu đựng suốt 10 năm qua, mà không hiểu tại sao cô lại yêu ông ta. Gay nhì, khó giải thích thật đấy. Nàng Kết may được anh hoàng từ cóc tên Xét cứu giá kịp thời khỏi tay bọn giang hồ. Đêm về lúc này cô rất nhớ và lo lắng cho ông bố dượng Patapon. Sáng hôm sau, tại bệnh viện, trong khi ông chồng còn đang ngủ, cô Nun đã quyết định ra ngoài gọi điện cho cậu Xét, báo nơi ông chồng mình đang trốn. Nhưng để đổi lại cậu Xét sẽ đồng ý giúp cô cùng các con mình được an toàn. Nên khi biết được phu nhân Marisa cùng cậu Xét sẽ đến khiến ông Patapon lo sợ sẽ bị tống vào tù, mà luôn miệng về những lá bài, chỉ cần một lá bài sẽ cứu cả gia đình ông. Cờ bạc đã ăn sâu trong tim lão rồi, ông ngồi xào xáo các quân bài. Patapon cầm lá bài, khuôn mặt ông bỗng giãn ra. Nhóm người phía cậu Xét cũng vừa tới, họ gặp cô Nun tại sảnh bệnh viện và muốn tiến hành nhanh gọn bắt ngay gã lừa đảo. Cũng là lúc phu nhân cùng cậu Xét và các nhân viên cảnh sát có mặt trong phòng. Lúc này trong tay ông Patapon đã có quân bài, lá bài sẽ cứu rỗi linh hồn ông, nên ông rất bình tĩnh để vợ cùng lời cầu xin mong được sự ân huệ từ cậu Xét, muốn mọi người ra ngoài. Ông Patapon muốn chơi bài ngửa với riêng phu nhân Marisa cùng cậu Xét, ông sẽ không trả lại 32 triệu bạt mà trả lại thứ quý giá hơn nhiều. Lời đề nghị đó là gì mà sau khi nghe xong anh chàng Xét nổi điên, tôi là con người không phải loài cầm thú để làm chuyện như vậy, rồi tóm cổ ông ta định cho một trận. Anh chàng Xét tức quá bỏ ra ngoài, trong khi phu nhân xanh cả mặt nói với ông Patapon, ông là người mà bà cảm thấy tồi tệ nhất mà bà từng gặp. Ông Patapon khẳng định điều đề nghị mà ông đưa ra là sự lựa chọn tốt nhất cho cả đôi bên. Trong khi phu nhân Marisa tỏ ra khinh thường trước đề nghị ấy và bỏ ra ngoài, còn cô Nun khi gặp gia đình phu nhân cùng nhân viên cảnh sát đi ra mà ai cũng hầm hầm khinh tởm, khiến cô Nun như kẻ đi trong sương mù. Ông Patapon đưa cho vợ là tấm lá bài con đầm cơ, đó là lời đề nghị là cuộc sống con gái ông Kết, người sẽ sinh con nối dõi cho gia đình dòng họ Surakan làm phu nhân và cậu Xét bàng hoàng. Họ không thể chấp nhận sự trao đổi hoang tưởng đến điên rồ mà ông Patapon đưa ra. Nghe đề nghị này đến cả cô Nun cũng bàng hoàng. Cô Nun cầm lấy con dao muốn đâm cho gã chồng bị chó tha mất lương tâm. Nhưng thật sự ông Patapon thương Kết còn hơn cả con ruột của mình, bởi Kết là đứa con quý giá trên đời. Đồng thời ông quá rõ về con người cậu Xét, sẽ không bao giờ anh ấy làm tổn thương nàng Kết. Ông đề nghị như vậy là lối thoát duy nhất để ông không phải đi tù, mà mẹ con cô cũng không bị bọn giang hồ hãm hại. Khi phu nhân về đã hiểu ra sự thông minh của ông Patapon, đã biết dòng họ Surakan của bà cần gì. Đó là một lời đề nghị không tồi, bởi người em gái tên Pat đã phân tích rất có lý cho mẹ của mình và tiết lộ tình cảm của cậu Xét với Kết cũng rất ấn tượng. Đúng với câu nhiều khi trong cái rủi lại có cái may, đôi mắt phu nhân chợt lóe lên. Phần 2 bộ phim Hôn Nhân Giả tạm dừng tại đây. Các bạn yêu thương đăng ký kênh đón xem diễn biến câu chuyện phần 3 trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.